Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Future Electronic. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn làm một mạch nguồn thay đổi được điện áp đầu ra sử dụng ICLM2576ADG. Các mạch điện tử thông dụng hiện nay đều sử dụng các nguồn điện 5V, 9V, 12V vân vân. Và mỗi khi bạn gặp một cái mạch khác nhau thì bạn lại phải thay đổi cái nguồn khác nhau. Và mạch này sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề đó. Đầu vào của mạch dao động từ khoảng 7 đến 40V và đầu ra của nó cũng nằm trong khoảng này. Ví dụ như mình sử dụng cục adapter laptop 19V thì đầu ra của mình dao động từ 5 đến 19V. Và nên mạch này rất là thông dụng. Để làm được mạch này thì chúng ta cần chuẩn bị tụ 100W. Tụ này các bạn lưu ý là phải chọn làm sao cho lớn hơn cái nguồn mà mình cấp vào. Ví dụ như mình sử dụng cục adapter 19V thì cái tụ này của mình nó phải lớn hơn 19V. Và ở đây mình chọn 25V. Nếu như mình chọn cái tụ qua 16V là nó sẽ nổ tụ. Diode ICLM2576ADG tụ 1000W. Tương tự như tụ C2 thì tụ C1 này các bạn cũng phải chuẩn bị cho nó lớn hơn 19V. Biến trở lên 1 kg. Cảm trợ 4 kg 7. Bạn có thể sử dụng một cái domino đầu vào và một cái header đầu ra để dễ dàng nối với các mạch khác. Bây giờ mình sẽ đến công đoạn gắn linh kiện lên mạch. Trước khi vào công đoạn này thì mình xin nói một vài lưu ý về linh kiện. Đầu tiên là về cuộn cảm. Khi các bạn mua ngoài tiệm thì nhiều khi nó không đưa các bạn cái cuộn cảm này mà lại là kiểu cuộn cảm này là nó không có cái đế, và chân của nó thì nó không có được cào được cái lớp cách điện như vậy. Như vậy thì để sử dụng được cái cuộn cảm này thì các bạn phải cào hết sạch cái lớp vỏ cách điện bên ngoài của cuộn cảm đi. Nếu không bằng gắn lên thì bác hàng nó sẽ không ăn, và cho dù có cố gắng hàng ăn đi nữa thì nó cũng không dẫn điện và như là mặt sẽ không có cuộn cảm vậy. Thứ hai là con diode này. Diode xung này là chân của nó rất to, cho nên các bạn để là gắn lên mạch đó là không có vừa, cho nên các bạn phải khoan. Các bạn dùng cái mũi khoan mini như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn linh kiện lên mạch. Đầu tiên chúng ta sẽ gắn con ICLM2576 lên trên mạch. Mình sử dụng cái đường này làm đường âm. Tiếp theo là tụ 100W. Tiếp theo là diode. Các bạn để ý là nó sẽ nối với chân số 2 này, âm này. Phải khoan. Đó là cuộn cảm. Tụ 1000W. Tụ này các bạn để ý là nối giữa cuộn cảm với nguồn âm. Đều hoàn kính cho nó gần chân số 2 và gần một chân của biến trở là được.
Domino thì các bạn phải là gắn cho nó gần trang số 1. Bây giờ chúng ta sẽ hàn mặt. Đây, vâng các bạn, đây là mạch của mình sau khi đã hoàn thành. Các bạn có thể thấy đường âm của nó theo một đường như thế này nên mình rất dễ dàng kiểm tra. Nối nguồn cho nó để mình test mạch. Bây giờ mình sẽ cái nguồn. Mình sẽ đo điện áp đầu ra của mạch này tại header này. Mình sẽ đo mức 20V. Tôi thấy là nó đầu ra nó là 1,32V. Mình điều chỉnh điện áp, biến áp, biến trở. Giờ là mình có 14,65V. Các bạn có thể điều chỉnh biến trở để được các nguồn điện V khác. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.